Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Lưu ý ngành tài chính cần thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm hiệu quả, nhanh chóng dứt khoát. Đây là một trong những chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay. Tại điểm cầu Cà Mau có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái lưu ý ngành tài chính cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu chi ngân sách nhà nước, cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý sử dụng tài sản công, tiết kiệm, chống lãng phí, chính sách giải pháp hỗ trợ tài khóa, sớm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Tập trung thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa đã ban hành, nhất là chính sách gia hạn giảm thuế, lệ phí, phí, tiền thuê đất, kết hợp chính sách tiền tệ, các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ bộ chi theo nghị quyết Quốc hội đề ra, thu cố gắng cân đối được chi. Tiếp tục kiểm soát nợ công, triển khai hiệu quả biện pháp, giải pháp điều hành giá, bình ổn giá, nhất là các hàng hóa dịch vụ thiết yếu do nhà nước định giá. Chú trọng công tác thông tin truyền thông, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực phát sinh tham nhũng lãng phí. Rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 7 năm 2023. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 875,8 ngàn tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Đã thực hiện miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trên 70 ngàn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 804,6 ngàn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán. Công tác quản lý điều hành giá đã bám sát theo đúng kịch bản điều hành. Giá cả thị trường trong nước cơ bản ổn định. Bình quân 6 tháng CPI tăng 3,29% so cùng kỳ. Lạm phát cơ bản tăng 4,74%. Diễn biến thị trường chứng khoán có xu hướng hồi phục. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP 6,5%, trong những tháng cuối năm, ngành tài chính tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có triển khai các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ, các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát giá cả thị trường, đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương ngành tài chính đã chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp đề ra, kịp thời tham mưu để thực hiện chính sách tài khóa kịp thời, phù hợp tình hình, cùng với các chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tin tưởng ngành tiếp tục có những giải pháp đột phá sáng tạo, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ tài chính ngân sách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao. Sau khi khảo sát thực tế tại một số địa phương, chiều nay đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh đến làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Trọng tâm là tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chống khai thác bất hợp pháp IUU và tình hình sản xuất trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện Trần Văn Thời cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, vụ lúa hè thu đã xuống giống dứt điểm được hơn 28.950 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản được 81.250 tấn, đạt trên 52% kế hoạch, trong đó tôm trên 13.100 tấn. Thời gian qua, công tác chống khai thác bất hợp pháp IUU được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả. Đối với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, kết quả giải ngân đến ngày 11 tháng 7 năm 2023 được 18.103 triệu đồng,
đạt 39,29% kế hoạch vốn. Đến nay, toàn huyện Trần Văn Thời có 7 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, gồm xã Trần Hợi, Khánh Bình, Khánh Lộc, Lợi An, Phong Lạc, Khánh Bình Tây Bắc và Khánh Bình Đông. Xã Khánh Hải được Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức thẩm tra và đã trình tỉnh thẩm định, xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt ghi nhận những kết quả khả quan của huyện Trần Văn Thời đã đạt được. Đề nghị huyện cần quan tâm rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn đối với các lĩnh vực, tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị, đồng thời triển khai thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt. Tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện tái định cư, quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục quy hoạch, tập trung quyết liệt hơn trong chỉ đạo sản xuất, quan tâm phát triển các sản phẩm ô cốp, qua đó nâng cao giá trị nông thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống kinh tế cho người dân. Nhất là phải tập trung thực hiện tốt công tác chống khai thác bất hợp pháp IUU. Đồng chí Quỳnh Quốc Diệt cũng đề nghị các đơn vị sở, ban ngành liên quan tiếp tục rà soát, phối hợp, hỗ trợ huyện Trần Văn Thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại, tạo điều kiện cho huyện tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân làm trưởng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện U Minh về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và khảo sát tiến độ thi công các hạng mục công trình của trường Trung học Phổ thông U Minh, thị trấn U Minh và trạm y tế xã Khánh Hội. Đoàn đã đến khảo sát tiến độ xây dựng các hạng mục công trình tại điểm trường Trung học Phổ thông U Minh. Đây là dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ việc dạy và học của nhà trường hướng đến đạt chuẩn quốc gia. Dự án do Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được điều chỉnh hơn 60 tỷ đồng. Hiện gói thầu xây lắp đang triển khai thực hiện đạt khoảng 50% kế hoạch. Đoàn cũng đã đến khảo sát mô hình trồng rau màu đạt hiệu quả của ông Kim Tây ở ấp 6 xã Khánh Hòa. Mô hình này cho gia đình có thu nhập hơn 100 triệu đồng một năm, tạo nguồn thu nhập ổn định. Đây là dự án hỗ trợ nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua thời gian triển khai thực hiện, tổng nguồn vốn sử dụng năm 2023 trên địa bàn huyện hơn 14,9 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 467 triệu đồng, còn lại đang triển khai thực hiện. Năm 2023, huyện U Minh được phân giao nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng số gần 20,2 tỷ đồng. Vốn năm 2022 chuyển sang hơn 4,5 tỷ đồng. Huyện phấn đấu cuối năm phải giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 2,5%, tương đương giảm hộ nghèo từ 654 hộ trở lên. Về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện U Minh có 4 trên 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Tiến, Khánh Hội. Riêng xã Khánh Hội được công nhận đô thị loại 5. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, số tiền gần 11 tỷ đồng. Tính đến nay, giá trị giải ngân các nguồn vốn là 305 triệu đồng, trong đó vốn năm 2023 là 286 triệu đồng, vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 19 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến khảo sát dự án đầu tư xây dựng trạm y tế xã Khánh Hội, thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, với tổng trị giá hợp đồng hơn 2 tỷ đồng. Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ, đến nay tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt gần 33 tỷ đồng với gần 100 khách hàng vay. Từ nguồn vốn của chương trình, nhiều cán bộ công chức người lao động thu nhập thấp đã hiện thực hóa được mong ước an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Gần một năm nay, gia đình bà Trần Lệ Thu và ông Lê Văn Hữu, ngụ tại khóm 2 phường 1 thành phố Cà Mau, vẫn không kiềm chế được niềm vui và sự phấn khởi khi được sống trong căn nhà kiên cố được xây dựng với sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Nhờ cán bộ ngân hàng nhiệt tình hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay mà nguồn vốn nhanh chóng được giải ngân. Hai vợ chồng bà Thu yên tâm hơn khi tuổi đã xế chiều vì không còn phải sống trong căn nhà đã xuống cấp lại ngập nước như trước đây. Bản thân tôi rất là mừng lắm luôn, bởi vì sau khi mình tiếp cận được cái nguồn vốn vay này á thì mình làm được căn nhà lại cho nó khang trang, rồi nó không bị mưa, không bị nắng nữa, để ổn định cái cuộc sống tuổi sau cái tuổi mà đã xế chiều. Tôi cũng rất là cảm ơn ngân hàng chính sách xã hội
Rồi cũng rất là cảm ơn tới cái chính sách của Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến cái người có thu nhập thấp. Giống như ông bà nó nói là an cư mới lạc nghiệp. Nói chung từ khi mình tiếp cận được cái nguồn vốn này á, thì coi như là cơ bản là mình có được một cái, mình xây được cái nhà. Nhưng mà cái nguồn vốn này nó có thuận lợi nhưng mà nó cũng khó khăn cho cán bộ công nhân chức, người lao động thu nhập thấp á, là phải cần phải có cái đất, phải có đất hữu cư. Bên ngân hàng hoặc chính quyền địa phương xuống là giống như là kiểm tra xác nhận là người ta là thực sự có nhu cầu. Và khi người ta hoàn thiện rồi, ưu tiên vay để người ta bù đắp lại cái chi phí người ta đã bỏ ra xây dựng. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn do chưa có các dự án nhà ở xã hội tập trung nào được mở bán. Một số trường hợp có nhu cầu vay để xây, sửa nhà, nhưng khi tiếp cận với ngân hàng để hướng dẫn hồ sơ thì không đủ điều kiện vay, như người muốn vay vốn không có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do được cha mẹ tặng cho đất nhưng chưa sang tên chính chủ, hoặc không đáp ứng đủ điều kiện khác theo quy định của chương trình vay vốn. Để triển khai hiệu quả chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau tăng cường tuyên truyền để các đối tượng hiểu rõ về chính sách hỗ trợ này. Đồng thời tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn xây nhà ở của các đối tượng và triển khai cho vay đảm bảo thủ tục đúng đối tượng. Qua đó góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng tiếp tục chủ động tham mưu tích cực cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, và đồng thời cũng phối hợp với các cơ quan báo đài, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhằm là kịp thời hướng dẫn các hồ sơ thủ tục cũng như tạo điều kiện cho các cái đối tượng thụ hưởng được nắm bắt, có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời cũng thường xuyên rà soát đối tượng thụ hưởng, tập trung giải ngân nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu và nâng cao cái hiệu quả chương trình. Có thể nói, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 là chương trình rất thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp cho nhiều hộ có thu nhập thấp trên địa bàn có thêm điều kiện để xây dựng mới những căn nhà mơ ước của mình mà nhiều năm không thực hiện được, hoặc cải tạo nhà ở hư hỏng, dột nát, đảm bảo an toàn, kiên cố, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại đơn vị bệnh viện. Theo đó, phương án diễn tập với tình huống giả định đám cháy phát ra từ hội trường Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Phát hiện đám cháy, đội ngũ bảo vệ tại chỗ hô lớn khẩu hiệu chữa cháy, đồng thời sử dụng 4 bình chữa cháy CO2 và 2 giòi nước chữa cháy để khống chế đám cháy. Sau đó sơ tán nhanh các đồ vật, trang thiết bị ra khỏi hiện trường đám cháy và điện 114 để cứu viện. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều động nhanh 3 xe chữa cháy đến tiếp viện và sử dụng giòi nước khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, đám cháy cơ bản đã được dập tắt hoàn toàn. Do được tiếp ứng nhanh nên đám cháy gây thiệt hại không đáng kể. Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đồng thời kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy của lực lượng phương tiện, sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy tại khu vực có đông người tập trung, cụ thể là Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Đội Quản lý Thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau sáng nay đã tiến hành tiêu hủy hơn 400 đầu sách giáo khoa bị tịch thu trước đó vì không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp theo quy định. Theo đó, số lượng sách giáo khoa được tiêu hủy gồm sách tiếng Anh bài học và bài tập lớp 4 hiệu Success, tiếng Anh bài học lớp 12. Trước đó, vào 2 ngày 4 và 5 tháng 7, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn trang phòng phẩm Thảo Vi tại khu đô thị Tài Lộc, ấp Bà Điều, xã Lý Giang Lâm, thành phố Cà Mau và một cửa hàng mua bán trang phòng phẩm trên đường Tôn Đức Thắng, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, đã vi phạm phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp sách giáo khoa
với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 vừa qua đã thông qua nghị quyết liên quan đến đội ngũ cộng tác viên dân số khóm ấp. Sau đây là nội dung và phản hồi từ những người trực tiếp làm công tác dân số. Cũng như những cộng tác viên dân số khác, cuối năm 2020, chị Nguyễn Thị Nhân, cộng tác viên dân số ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, bị cắt bồi dưỡng hàng tháng. Thiếu kinh phí đi lại khiến chị Nhân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với lòng yêu công việc mang tính vì cộng đồng gần 3 năm qua, chị Nhân vẫn miệt mài làm công việc này. Nói chung thì khó khăn cái là mình đi cái kinh phí đi mình do bên dân số bên cha em nào rất đi là rất là nhiều. Rồi uống a rồi này kia rồi đủ thứ cái hết trơn rồi việc lăng quăng này kia mà cắt cái kinh phí thì nó hơi nói chung là nó khó khăn cái là mình không có đủ cái kinh phí để mình đi. Nhưng mà mình cũng phải gán vì con em mình phải gán chứ thực ra cũng buồn lắm. Chị luôn không phải là mình ân nhân mà buồn mà cất tất cả các chị em cộng tác viên liều phàn nàn cái là tự nhiên cái đồng lương của bên y tế là có bên dân số cũng đâu có là bao nhiêu nhưng mà là cắt của chị em rất buồn. Ghi nhận công sức và để đội ngũ cộng tác viên dân số ổn định, ngày 7 tháng 7 năm 2023 tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10 thông qua nghị quyết số 12 quy định số lượng mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số ấp khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Theo đó, mỗi ấp khóm được bố trí một cộng tác viên dân số và mức chi bằng 0,25 lần mức lương cơ sở một người một tháng. Tôi làm công tác viên dân số là đi tuyên truyền tránh thai, rồi tuyên truyền trẻ em uống thuốc Min A, rồi cái gì việc lăng quăng rồi đó thì có nhưng mà không có kinh phí, không có lương. Không phải riêng của em không mà tất cả các chị em là rất là mừng. Nếu được như vậy là chị em là phấn khởi, là làm thêm cái động lực cho chị em là để làm cộng tác viên là càng mạnh thêm, càng giúp cho chị em phụ nữ và che các cháu bé được đầy đủ. Với chính sách mới ban hành từ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, tin rằng trong thời gian tới, đội ngũ cộng tác viên dân số trong tỉnh sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Công tác chăm sóc bà mẹ trẻ em ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Sáng nay, đại diện các nhóm thiện nguyện ở thành phố Cà Mau đã đến thăm và trao tiền vận động hỗ trợ gia cảnh anh Trần Minh Thương, ngụ ấp Cây Sọp, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Đây là nhân vật trong bài viết Một mảnh đời cần sự sẻ chia, phát trong chương trình Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Tổng số tiền vận động được cho gia đình anh Trần Minh Thương là 21 triệu đồng. Trong đó, nhóm của ông Trần Quốc Bình, bà Quách Kiều Phụng và chị Hồ Mai Hương vận động trao 19,8 triệu đồng. Thông qua báo đài đưa tin, có nhà hảo tâm gửi riêng 1,2 triệu đồng. Thay mặt chính quyền chi bộ cũng chân thành cảm ơn đài truyền hình Cà Mau cũng lên tin tức có mạnh thường quân đến giúp đỡ hộ của ông Trần Minh Thương, đại diện ấp Cây Sọp, là gia đình gặp nhiều khó khăn, nay có mạnh thường quân đến để thay mặt chi bộ chính quyền là rất chân thành cảm ơn là mạnh thường quân. Hôm nay được mạnh thường quân giúp đỡ được số tiền em rất là mừng và mang ơn mạnh thường quân rất nhiều để có tiền để lo thuốc men cho cha mẹ và gia đình để vượt qua khó khăn. Em mang ơn rất nhiều, không biết cái gì để đền đáp, nhưng mà chỉ có lời là cảm ơn đến mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua về số tiền như thế này thôi. Nhà không có ruộng vườn, không có nguồn thu nhập ổn định. Một mình anh Thương phải xoay sở lo cuộc sống gia đình và chăm sóc cho ba người thân bệnh nặng. Có số tiền được hỗ trợ, anh Thương sẽ dùng lo chi phí thuốc thang cho cha mẹ và vợ, đồng thời mua chiếc xe máy cũ để làm phương tiện mưu sinh, vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh truyền Cà Mau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin sau.